Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học cái cách là chúng ta phối màu cho bài giảng để làm sao cho cái bài giảng của mình nó chuyên nghiệp. Đấy, có thể là làm cho màu sắc nó phù hợp với nội dung của bài giảng, hoặc là nếu như không phải là vì nội dung thì chúng ta cũng thể phù hợp màu nó phù hợp với nhau để nó dễ nhìn. Thì đầu tiên thầy Phương giới thiệu với thầy cô một cái công cụ, đó là công cụ mang tên là Adobe Color. Đấy, Adobe Color. Thì đầu tiên các thầy cô mở trình duyệt internet lên. Đấy. Ai mở được một trình duyệt internet lên nhờ comment error. Comment R nếu thầy cô mở được lên rồi. Chúng ta vào đây tôi gọi là Adobe hay là Adobe Color. Đấy. Thầy cô gõ cái này. Gõ cái từ khóa này. Thì nó ra cái trang này. Yeah, gõ từ khóa này nó ra cái trang này. Vào được trang này rồi, comment rồi ạ. Adobe Color. Thế thì ở trong trong này các thầy cô sẽ nhìn nó sẽ chia ra một số kiểu màu như này. Nếu thầy cô nào mà không biết tiếng Anh ấy, thì chúng ta có thể bấm nháy chuột phải vào nền và bấm vào dịch sang tiếng Việt. Thì nó sang tiếng Việt. Thì chúng ta có thể là phối màu của giáo án của mình theo màu đơn sắc. Ví dụ như là chúng ta muốn là bài này của mình sẽ sử dụng tông màu chủ đạo là màu xanh lá cây chẳng hạn. Thì các thầy cô sẽ xoay nó về màu xanh lá cây thì nó sẽ gợi ý cho chúng ta là có những màu xanh như thế này, các màu như thế này để phối vào với nhau. Như vậy trên giáo án của mình là hầu hết là chỉ dùng mấy cái màu này thôi. Đây là màu đơn sắc. Đấy, chúng ta nhìn thấy này. Chúng ta có thể lấy bất kỳ một cái màu nào cho nó phù hợp. Ví dụ như các thầy cô làm vào đề tài mùa thu thì thường lá thu vàng đúng không? Thì chúng ta có thể sử dụng những cái màu sắc như thế này. Đấy, môi trường hay là làm về một loài hoa nào mà nó có màu tím chẳng hạn thì chúng ta như thế này. Mọi người hiểu ý thì comment hiểu. Chúng ta sẽ sử dụng cái bộ màu mà nó gợi ý ở đây. Còn cách dùng như thế nào tí thầy Phương sẽ hướng dẫn cách dùng. Màu bộ 3. Đấy, chúng ta nhìn thấy nó sẽ gợi ý chúng ta ba cái màu mà đi với nhau nó phù hợp. Ví dụ như là cái bài giáo án của mình thấy là mình cần phải sử dụng ba cái màu sắc nào đó thì các thầy cô có thể sử dụng cái màu bộ 3 như này. Thì nó sẽ gợi ý cho chúng ta những cái bộ màu mà đi với nhau cho nó ok. Màu bổ túc. Đấy, màu nó bổ trợ cho nhau, bổ túc. Màu chia phần bù. Đấy. Chia đôi bổ sung. Vân vân. Thì đây là những bảng màu mà nó đi với nhau. Thì đây là cái cách để cho chúng ta khám phá màu sắc. Tuy nhiên thì thầy Phương hay sử dụng mấy cái tính năng này, đó là khám phá này. Bấm vào khám phá. Thì nó sẽ ra những cái màu mà người ta đã chọn rồi và nó đi với nhau và nó đẹp. Đấy, thì đây là có những cái bộ màu như này. Khi chúng ta thấy ưng cái bộ màu nào, chúng ta chỉ cần bấm vào cái bộ màu đó, nó sẽ hiển thị lên cái mã màu. Thì tí nữa thầy Phương sẽ giải thích cho thầy cô thế nào là mã màu. Và chúng ta có thể là download cái ảnh này về. Đấy, để mình ra cái mã màu. Ok không ạ? Rồi, xu hướng thì ở đây nó có một cái số cái kiến thức cho các thầy cô có thể học hỏi về màu. Chúng ta bấm vào đây. Thì các thầy cô có thể đọc những cái nội dung này nha. Đọc nội dung về màu. Ví dụ như là xu hướng về thời trang này. Chúng ta sẽ nhìn sẽ đọc như cái này. Đây cũng thầy cô bấm vào đây nhé. Thì thời trang ví dụ như là thiết kế thời trang hiện nay là họ đang ưa chuộng cái màu này. Mọi người thấy không ạ? Cho nên nếu như mà chúng ta thiết kế một cái trang nào về cái đề tài này này thì chọn những cái bảng màu này mà thiết kế. Hay không cả nhà? Đấy. Chúng ta sẽ nhìn thấy nó có rất là nhiều các cái xu hướng ở đây. Mọi người nhìn thấy không ạ? Thì nó có nhiều nhiều thứ lắm. Chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ nhìn ra là những cái bộ màu mà gọi là đang được ưa chuộng. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta kéo xuống dưới này một chút ở trong cái phần xu hướng này nha. Xu hướng này thì chúng ta sẽ khám phá thêm này, thiết kế đồ họa này. Thì đây là những cái bảng màu mà họ đã dùng rồi. Và chúng ta nhìn thấy đây. Thiết kế về đồ ăn hay là chúng ta muốn thiết kế một cái bài nào đó ví dụ như là miền Tây hoang dã hay là tiếng gọi nơi hoang dã chẳng hạn thì các thầy cô mở thử cái này ra
và chúng ta lấy cái màu này ra để ta thiết kế cho cái bài giảng của mình. Tuyệt vời không cả nhà? Đấy. Còn dùng màu như thế nào thì tí nữa chúng ta cùng học cách sử dụng sau nhé. Đấy, thì ở đây nó có sẵn thì mọi người cứ khám phá được. Chúng ta nhìn này, màu cho nhóm hương vị này, đấy, đồ ăn, ví dụ các thầy cô thiết kế về đồ ăn chẳng hạn, thì chỉ cần là nếu mà các thầy cô mở nhà hàng ấy thì dùng những cái thứ này để mà thiết kế menu hay những cái gì, thì khách hàng vào trong quán nhà mình là họ tự giỏ nước dãi. À, nhỏ dãi là họ ăn nó tự ngon. À, đó là ý đồ của những cái màu như này. Hay là chúng ta thiết kế game về trò chơi các thứ, mọi người nhớ có cái nút xem thêm này nhá, bởi vì nó có rất nhiều nên thầy Phương chỉ sâu đây thôi, nhưng có cái chữ xem thêm này này, để chúng ta bấm vào xem thêm thì nó còn ra hàng một thư viện nữa cho các thầy cô khám phá. Mọi người nhìn thấy hay không? Đấy. Thì mình thích là thiết kế một cái game mà nó mang cái màu sắc theo kiểu như nào thì chúng ta chọn. Ví dụ như các cô bảo lại em thấy bọn trẻ con là mầm non tiểu học nó hay chơi cái game nó màu màu như này, thấy chưa nhỉ? Đấy, bấm vào đây đó, thì chúng ta lấy cái màu này về thiết kế, lấy cái màu này về thiết kế. Đó, cách lấy là gì? Cách lấy là thế này, các thầy cô có thể bấm vào tải xuống dưới dạng JPG này. Thì chúng ta phải đăng nhập nhé thì mới tải được, thì chúng ta phải đăng nhập. Chúng ta sẽ đăng nhập bằng tài khoản Google nào đó của mình, bấm vào tiếp tục với Google. Đấy, thế thôi. Xong là mở cái mail của mình ra, nó sẽ gửi cho mình một cái mã là vào. Thì hôm nay các thầy cô cũng không cần phải làm đầy đủ đâu, thầy Phương giới thiệu như này rồi, nó có video rồi mọi người xem lại cho nó đỡ mất thời gian. Đấy, nha. Ví dụ như này, mình sẽ nó gửi cho mình cái mã, mình nhập cái mã vào verify thì là xong. Thế là mình đăng nhập được vào. Đấy, đồng ý với điều khoản sử dụng của nó. Có hai cách nhé, đúng rồi, có thể hút màu vi bùi, nhưng mà cũng có thể sẽ có một số cách khác mà tí thầy Phương hướng dẫn các thầy cô. Hôm nay mọi người sẽ làm được làm chủ về màu sắc nha. Đấy, mọi người nhìn thấy những cái bảng màu này có đẹp không ạ? Tự nhiên là chúng ta thiết kế những cái trò chơi như này thì mình lấy cái màu này ra, các thầy cô có nhìn thấy không ạ? Là ví dụ như là nhân vật này người ta sử dụng tông màu tím này, ánh lửa màu xanh này, zombie này, thì chúng ta dùng cái bảng màu này. Đấy, các thầy cô muốn thiết kế cái trò chơi mà nó mang tính zombie ấy, thì toàn bộ màu sắc chúng ta đưa vào trong bài giảng của mình là dùng cái này. Đấy, ví dụ như là bấm vào download as JPG. Đấy, thì nó sẽ tải cho các thầy cô xuống dưới đây này. Nha, một cái bảng màu. Cái này. Và sau này mình muốn dùng cái bảng màu này, mình chỉ việc chèn nó vào bên trong PowerPoint hoặc chèn vào bên trong Storyline là được. Đó. Rồi, đây là một một trang. Đấy, thì mọi người thấy cái trang Adobe Color này có tuyệt vời không? Nha, và chúng ta thấy rằng là nó còn rất nhiều nữa để các thầy cô khám phá. Chúng ta mở cái trend này ra đúng không? Trend ra. Có thầy cô nào hôm nay mới biết là thiết kế là phải như thế không ạ? Thiết kế là phải phải sử dụng bảng màu. Rồi. Thì trang này là một trang tuyệt vời rồi đúng không? Có vô cùng nhiều. Đó, vô cùng nhiều cái để các thầy cô sử dụng. Mọi người thấy tuyệt vời không? Rất nhiều và rất nhiều luôn. À, chúng ta muốn đấy. Các thầy cô muốn dịch được sang tiếng Việt thì nhớ phải sử dụng Google Chrome để vào nha. Thì nếu có cái chỗ dịch sang tiếng Việt đây này. Đấy. Đấy, thiết kế du lịch đấy, các thầy cô nhìn này, du lịch travel đấy ạ. Thì các thầy cô sẽ thấy rằng đây, đây là màu để thiết kế những bài về du lịch. À, thì dùng những cái màu này. Đông người vào quá, lớp của chúng ta hơi nhiều cho nên là vào nó đang đang được. Rồi đây là một trang màu. Trang màu số 2 mà các thầy cô có thể sử dụng mà thầy Phương đã giới thiệu nhiều lần rồi đúng không ạ? Đó là Color Hunt, trang này dễ dùng hơn. Nhưng mà nó chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ khai thác hết được nha, để cho mọi người hình dung cho nó nhớ. Vậy chúng ta có thể lên Google lại search tiếp cho thầy Phương từ khóa tiếp theo. Đó là Color Hunt. Đây mọi người sử dụng cái trang này. Săn màu. Trang thứ hai là Color Hunt. Xin mời các thầy cô lên Google gõ từ khóa này. Tuyệt không cả nhà. Mọi người vào đây.
Callahan. Thì trong trang này nó đã chia sẵn cho các thầy cô rất là đầy đủ đấy rồi. Thì những người nào mà gọi là muốn đơn giản, dễ dùng, nhanh chóng thì vào cái trang này nha. Thì nó chia ra đây này, những màu mới nhất đang được mọi người sử dụng, đây là những cái trend mới nhất đang được dùng hiện nay đấy. Đây là trend đang đang nổi bây giờ, nổi tiếng này. Thì có, nó sẽ chia theo tháng, năm và mọi lúc. Cũng như tháng này thì những màu này là đang được nhiều người dùng này. À, những cái màu này là đang được nhiều người sử dụng ở trong tháng này. À, năm nay thì có những màu này là đang nổi cả năm. À, còn lại là on the time, là cái loại mà đi cùng với năm tháng, là những cái màu này. Ngoài ra khi kéo xuống dưới, các thầy cô sẽ thấy nó chia theo các chủ đề cho các thầy cô tìm luôn. Ví dụ như chúng ta muốn thiết kế theo màu vàng đây. Đấy, vàng đây, cổ điển, retro đấy, vintage, retro đấy, đúng không ạ? Thì ra những cái loại màu này. Hay là các thầy cô thích thiết kế một cái trang slide ấm áp đây, thì nó rất ấm. Chúng ta thiết kế này là ấm luôn, đúng không ạ? Còn nếu thiết kế lạnh, trang màu lạnh, thì chúng ta dùng màu này là người ta bước vào slide của mình cái là họ tự nhiên là muốn đắp chăn luôn. Đấy, ok không nhỉ? Đó, rồi màu của mùa hè, màu mùa hè này. Vậy nếu có thể cô thiết kế một slide mà nói về đề tài mùa hè thì dùng những cái màu này nhá. Tôi bấm vô đây, nó sẽ ra bảng màu cho các thầy cô, bảng màu này. Đây, có thể bấm vào để copy này. Rồi, đấy, được chưa? Mùa đông, đây là màu cho mùa đông. À, màu cho mùa xuân, đấy, mùa xuân nó phải như thế này, đúng không? Nhìn thế này nó ra mùa xuân luôn rồi, đúng không ạ? Mọi người thấy không ạ? À, hay là màu cầu vồng. Rồi đấy, các thầy cô nhìn xuống dưới còn rất nhiều nữa. Màu Giáng sinh, Giáng sinh thì dùng màu này. Halloween thì dùng màu này, Halloween. Rồi màu lễ cưới thì dùng cái này. Đấy, đám cưới, thiệp kế, thiệp mời các kiểu thì dùng cái này. À, hay là màu cho trẻ em, các cô mầm non thì cứ dùng, ưu tiên dùng cái bảng này là ngon. Cả nhà thấy tuyệt vời không ạ? Ok chứ? Bây giờ sau khi mà chúng ta đã tìm được một cái màu nào đó, ví dụ như các cô bảo là em nhất quyết là em phải chọn cái màu này, ví dụ như thế, trong cái giáo án này của mình, thì bây giờ chúng ta làm nào để đưa nó vào trong bài giảng của mình, đúng không ạ? Đây chúng ta nhìn thấy này, rất là sinh động, đúng không? Rồi, ví dụ như mình thấy ưng cái màu nào rồi, chúng ta ưng cái màu nào rồi thì chúng ta bấm vào cái màu đó. Sau đó các thầy cô có thể tải nó về dưới dạng hình ảnh. Đây, tải nó về dưới dạng hình ảnh. Nha. Chúng ta thích dùng cái bảng màu nào thì tải nó về. Tải về. Bấm vào hình ảnh này, tải về. Thế là nó về máy. À, kiểu nó như thế. Ai đã tải xong cho mình một cái bảng màu mình yêu thích, có thể là ở trên Adobe Color hay là ở trên Color Hunt, thì comment xong ở trong phần chat ạ. Thì tôi sẽ tìm màu cho cái giáo án của mình. À, mình sẽ lấy cái màu này đi, ví dụ thế này. Đấy, tải nó xuống. À, cô Võ Thiên hỏi là mình không tải xuống mà chọn màu thích hợp xong rồi chụp màn hình có màu rồi dán vô cũng được. Đương nhiên rồi, có một cách làm khác là như này. Vậy thì chúng ta, khi mà chúng ta đã chọn được màu rồi thì chúng ta mở cái bài giảng của mình ra. Đấy, các thầy cô ví dụ như chúng ta thêm cho thầy Phương một slide mới đi, người thêm một slide mới vào nha. Thêm một slide mới vào. Thì muốn dùng cái bảng màu nào thì các thầy cô có thể có những cách làm sau đây này. Hôm nay thầy Phương giới thiệu hết về cách làm nha. Chúng ta có thể insert cái hình ảnh đó vào, insert picture, và chèn cái ảnh đó vào. Xong thì chúng ta sẽ chèn cái ảnh màu đó vào.
ta sẽ chèn ảnh đó vào bài giảng. Các thầy cô đã học được có thấy rằng những kiến thức này thì Phương chỉ dạy ở trong những lớp nâng cao không ạ? Những lớp mấy triệu không ạ? Nhưng mà khóa học này là thầy Phương đang gửi tặng thầy cô là trong dịp sinh nhật thầy, cho nên là thầy gửi tặng các thầy cô những kiến thức này đấy ạ. Cho nên các thầy cô cố gắng là chúng ta lĩnh hội nha. Đừng bỏ phí nha. Thì ở đây này, chúng ta tải và chèn cái bảng mở vào. Vậy thì có các cách khác nhau như này này. Như vậy là chúng ta có thể dùng cái cách là tải về, và các thầy cô có thể dùng một cách khác là gì? Chúng ta có thể chụp. À, ví dụ như chúng ta thích cái bảng màu nào ấy thì các thầy cô chụp cái bảng màu đó chúng ta dán vào. Nó chỉ đơn giản là chụp dán thôi. À, chúng ta mở ra như này, giả sử cái bộ này thay vì vì là tải về, các thầy cô có thể dùng phím chụp Windows Shift S. À, chúng ta chụp và chúng ta paste nè bạn, Ctrl V nè vào đây là xong. À, được chưa? Nha. Ai đã chèn xong cái bảng màu vừa rồi thì comment rồi trong phần chat ạ. R. Hôm nay thầy Phương cũng sẽ hướng dẫn để các thầy cô là chúng ta sẽ biết cách phối màu, nhưng mà không chỉ dùng phối màu cho một slide mà chúng ta sẽ phối màu để dùng nó cho toàn bộ cái storyline của mình sau này. Mọi người ok không ạ? Đấy, ví dụ như là mình ưng một cái bộ màu nào đó mà mình muốn dùng nó đi dùng nó lại ở trong cái giáo án của mình chẳng hạn. Đó, thì chúng ta sẽ sử dụng nó. Ok không ạ? Thế thì chúng ta sẽ không phối màu ở trong slide mà chúng ta sẽ phối màu ở trong slide master. Ai đã từng sử dụng, ai đã biết slide master rồi thì comment R, còn ai mà chưa biết dùng slide master thì comment chưa C cũng được.